À, có rất nhiều bạn tập đầu làm mẹ này có hỏi bác Đạt này. Bé nhà em là 1 tháng tuổi, mỗi cữ bú là 100 ml. Ngày 5 cữ thì có đủ không bác? À, rất nhiều mẹ tập đầu không biết cho con bú bao nhiêu là đủ nên nay mong bác hướng dẫn cách tính lượng sữa công thức phù hợp với cân nặng độ tuổi của con. À, đúng không? Đây là vấn đề của rất nhiều bạn gặp phải. Không biết là con ăn như vậy có được không? Không biết là tiêu hóa của con như vậy là có ổn hay không? Đấy, thì và cách tính như thế nào và dựa vào đâu để mình biết rằng uống sữa như vậy là đủ rồi. Có phải không ạ? À, nhưng các bạn kéo ra video này nhá. Đầu tiên thì bác muốn chia sẻ với các bạn về cái sự tăng trưởng của bé đã. Bạn muốn biết con bạn uống bao nhiêu là đủ thì phải biết được tăng trưởng của bé như thế nào. Có phải không ạ? Tại vì đầu vào là ăn, đầu ra là bé đi, đúng không? Đấy, thế thì bé tăng trưởng như nào là đúng. Đấy, thì cái việc tăng trưởng đó nó do cái chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. Có phải không ạ? Thì với một em bé sinh ra đủ tháng đủ ngày trong 3 tháng đầu tiên thì mỗi một tháng là một em bé nó tăng 0,9 cân. Đấy, tức là mỗi một ngày nó tăng 30 gram nhá. À, tuy nhiên là gì ạ? À, có thể là tháng này nó tăng 1 cân 2, tháng sau nó tăng 0,8 cân, nhưng mà trung bình là 0,9 cân. Các bạn hình dung chưa? Trong 3 tháng đầu tiên. Thì làm như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được cái lượng sữa của bé nó đã giúp bé đủ hay chưa? Thì cứ một tuần trong 3 tháng đầu tiên bạn cân con mình một lần và bé tăng từ 150 cho đến 200 gram một tuần, tức là bé đang tăng trưởng tốt. Và nếu như trong 2 tuần liên tiếp mà bé không đạt như vậy thì bạn phải xem lại xem là con mình có vấn đề. Vấn đề ở đây gì ạ? Lượng sữa không đủ. Và cái thứ hai nữa là tiêu hóa có vấn đề nhá. Từ tháng thứ tư khi các bạn đến 4 tháng tuổi thì nó có thể cân nặng của nó sẽ đạt bằng 2 lần cân nặng khi sinh, tức là bé sẽ được khoảng từ 4 6 cân cho đến 6 cân rưỡi. Đấy, có bé 7 cân cũng không sao cả, cũng tốt nhá. Và tháng thứ tư, tháng thứ năm, tháng thứ sáu, 3 tháng tiếp theo như vậy con bạn sẽ tăng 0,6 cân trên một tháng, tức là mỗi một ngày nó tăng 20 gram. Và 6 tháng cuối năm, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, mỗi tháng tăng 0,3 cân. Cứ 2 tuần bạn cân con mình một lần, nó tăng từ 100 cho đến 150 gram trên 2 tuần là yêu cầu. Và một tháng mà không tăng ký là có vấn đề bạn nhé. Đấy là cách chúng ta đánh giá cái tăng trưởng về mặt cân nặng như vậy. Thì đối với em bé mà sinh ra mà các bạn dùng sữa ống thức an toàn thì mình tính năng lượng như nào? Đầu tiên là bạn phải biết cách tính năng lượng. Với em bé trong năm đầu tiên ấy, thì nó sẽ cần từ 100 cho đến 110 kcal trên một cân nặng trên 24 giờ, đúng không ạ? Cái cách tính này nó là một phần thôi. Tại vì đứa trẻ nó sẽ tăng cân, nó sẽ ăn uống theo nhu cầu nhá, ăn ngủ ị là bản năng. Đấy, cách tính như vậy, được chưa các bạn? Hiểu rồi gì? Và bên cạnh cách tính năng lượng như vậy thì bạn phải cộng thêm cái việc tăng trưởng của bé nữa. Cứ một tuần cân một lần và 2 tuần liên tiếp mà không tăng cân là có vấn đề, hiểu chưa? Tức là lượng sữa không đủ hoặc là tiêu hóa có vấn đề, thì đấy là cách tính khoa học nhất, an toàn nhất và đầy đủ nhất cái lượng sữa cho con em một ngày. Ok chưa các bạn? Đấy, chứ không có loại sữa nào giúp mẹ tăng cân đâu, không có. Tại vì sữa trong giai đoạn từ 0 6 tháng ấy nó chỉ chứa từ 68 đến 70 kcal trên 100 ml sữa thôi. Đấy thì cách tính như vậy. Và nhắc lại nhá. Ví dụ như em muốn em bé là 3 cân rưỡi chẳng hạn, đúng không? 3,5 kg. Bạn nhân với 110 kcal, đúng không? Trên 1 kg. Như vậy bé sẽ cần bao nhiêu? Đây bấm luôn nhá. Bạn lấy 3,5 cân, bạn nhân với 110 thì con bạn nó sẽ cần khoảng 385 kcal trên một ngày, đúng không? Đúng không ạ? Và sữa thì nó cho là 70, đúng không ạ? 70 ml trên 100 sữa, đúng không? Tức là 100 ml sữa thì nó cho là gì ạ? 70 ml, 70 kcal. X ml sữa thì nó cần, nó phải được là 385. Thì bạn lấy 385, bạn nhân với 100, bạn chia cho 70, đúng không? Thì nó ra là 550 ml sữa một ngày, đúng chưa? Đấy là một, đấy là cách tính. Và đấy, bên cạnh đó là gì? Là phải có sự tăng cân nữa nhá, và quan sát phân của bé. Thì đấy là cách tính rất đơn giản, rất dễ dàng nhá. Quan trọng nhất là tiêu hóa. Phải tiêu hóa khỏe mạnh thì mới hấp thụ được đầy đủ dinh dưỡng. Và muốn bé ăn ngon, ngủ tốt, ngủ kỹ, bạn nhớ lại bổ sung D3K IGB ngay từ sơ sinh là 2 xịt 1 ngày, và từ tháng thứ tư trở đi bạn phải bổ sung dự phòng kẽm Medikit nhá. Một giọt nhân cân nặng trên một ngày, bổ sung liên tục như vậy đến 1 tuổi. Và từ 6 tháng trở đi phải bổ sung thêm canxi và kẽm cho bé nhá, dự phòng, được chưa? Thì đấy là các cái vi chất quan trọng mà trong sữa mẹ hay là sữa công thức hay là trong chế độ ăn dặm nó không đáp ứng đủ. Nếu thiếu con bạn sẽ trằn trọc khó ngủ, đúng không? Tăng cân chậm và sức đề kháng kém.
Nếu phần nào đó các bạn chưa rõ, chưa hiểu cái tính thì comment ở đây và Đạt sẽ trả lời các bạn. Và nếu bạn nào chưa rõ muốn giải đáp trực tiếp thì hãy liên hệ với Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Seneca cái fanpage đấy nhá, để được hướng dẫn chi tiết nhá. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Đạt nhá. Trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các cái phác đồ, các cái hướng dẫn bác giúp đỡ hàng triệu bà mẹ nuôi con tăng cân tốt này, khỏe mạnh, tăng cân tốt và không lạm dụng kháng sinh. Rồi chào các bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh nhá. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.